ekip đang set up để thực hiện những cảnh quay đầu tiên cho MV mới của Thu Hằng. Action! Đây là cảnh vật mà tụi mình đã làm trong liên tục 3 ngày 3 đêm. Ở thiết kế đã phải làm lôi cây rừng từ Bình Thuận vào để dựng ở giữa phim trường. Thì tí xíu đây sẽ mời mọi người đi xem rõ hơn những cái chi tiết ở trong rừng nhé. Thu Hằng xin chào tất cả quý vị khán giả. Cảm giác của Thu Hằng bây giờ hình như là rất là hồi hộp khi chuẩn bị bước vào cảnh quay tiếp theo. Cảnh quay này là một cảnh quay mà Thu Hằng sẽ lạc vào trong một khu rừng. Trăng đêm buông trống ngân, tiến xa nơi cõi chân là bước em theo điệu khen ai gọi câu hát yêu. Khung san ngập xuân vàng, em đang thì mơ màng say say câu hát cùng. Suối trong tắm mắt em lững chân là đóa hoa giữa rừng tỏa hương ngọt bao đắm say. Em đang thời xuân thấy này nó hơi bấp bênh một chút nên là lúc đầu chưa quen thì cảm thấy hơi sợ, nhưng mà chắc là lát nữa đi một hai lần là sẽ quen và sẽ làm được thôi. Kia đèn ai sẽ vang trời lòng em xôn xao tình tăng tình. Rất là khó chịu, nhưng mà thực sự đôi khi có những cái trải nghiệm như này thì cảm thấy rất là thú vị. Say tình ta và rung lên tiếng yêu thương, chọn đời thủy chung, chọn đời thủy chung, em mãi yêu người tha thiết muôn lần. Em đang rất là run. Chắc là tại vì em hồi hộp quá nên là em hơi bị run, nhưng mà lúc mà bay lên thì thấy cũng bình thường. Suối trong tắm mắt em lững chân là đóa hoa giữa rừng tỏa hương. Em nắng thời xuân thì em như câu hát si lấp lánh cùng ánh sao trời. Hiện tại là 1:30 sáng và ekip đã hoàn thành những cái cảnh quay ở phim trường thứ nhất. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị đồ để di chuyển sang phim trường thứ hai, dự là sẽ quay tới sáng mai 7-8 giờ sáng. Say tình ta và rung lên tiếng yêu thương, chọn đời thủy chung, chọn đời thủy chung, em mãi yêu người tha thiết muôn lời. Bây giờ là 6 giờ sáng và ekip vẫn chưa xong. Em tôi xuân trắng ngần hồng môi.